Xin chào các bạn, mình rất vui khi gặp lại các bạn trên video mới của mình ha. Thì hôm nay tiếp tục cũng khá là chiều các bạn, mình sẽ theo anh Tư tiếp tục quấn lưới các bạn. Thì hôm nay sóng gió cũng thổi cũng khá là mạnh các bạn, nên không thể bơi xuồng đi quấn được ha. Thì anh Tư nhờ cháu đi chạy đặng quấn các bạn. Thì nếu các bạn nào đã coi video trước thì cũng biết ha, cái cục này thì anh Tư đã từng quấn chúng cá sóc ba găng các bạn, cá bồ, rồi cũng có cá dồ chó xương xương các bạn. Thì hôm nay tiếp tục anh em sẽ bỏ lại ha. Thì buổi giắt lưới này thì sẽ ngâm lại cỡ khoảng 9-10 giờ đêm bắt đầu mới thăm các bạn. Thì cũng rất mong các bạn xem video và nhiệt tình ủng hộ ha. Thì hôm nay cũng các bạn nhìn nè, sóng gió cũng khá là nhiều. Thì hôm nay thì em Thanh không có hoạt động bên cái lĩnh vực em nó làm bên khác, thì hôm nay sẽ hỗ trợ anh Tư để mà thả lưới cho nó lẹ các bạn. Đây quá sóng rồi mình không thể mà thả chậm được. Tranh thủ thả cho nhanh lẹ đằng về, tối chút xíu nếu mà trời im là sẽ đi thăm các bạn. Thì cũng có vài clip thì nhiều bạn cũng vô comment nói ừ sao mà chỉ thấy đi thăm mà không thấy thả ha. Nên đôi khi mình cũng cố gắng để đi xe quay lúc anh Tư thả, cũng các phòng của chú chị mình luôn luôn nhiệt tình ủng hộ kênh của Trần Hùng VG ha. Chú anh chị thấy hay thì nhớ vào đăng ký kênh để ủng hộ mình ha, để mình có động lực thêm. Chứ nói chung là các bạn nhìn thấy cái cảnh biển nè, cô chú anh chị thấy nè, sóng gió nó khá là dữ hoàng. Hồi nãy thì sóng còn nhiều hơn ha, giờ thì gọi là vẫn còn nhưng mà cũng đã hạ hơn. Mà những lượng sóng các bạn nhìn thấy cái lượng sóng rồi, đúng rồi, khá là lớn các bạn. Đèn Tư quấn ba tay này thì nó đâu đó nó khoảng vô 1200 mấy chục mét các bạn. Tại bữa hổm mình nói một tay là nó vô tầm là 400 mấy mét, thì nó vô khoảng một cây số mấy các bạn, cây số 2, cây số 3 nha. Đó là mình so cây số ha. Còn Lý thì một cây số 8. Thì cái này là chưa tới một lý ha các bạn. Còn cây số thì vô khoảng cây ngoài, còn lý thì chưa. Tại lý là một cây số 8. Nên chưa ha, cái này cũng khoảng một cây số 2, cây số 3 nha. Quấn cục này không anh Tư? Quấn hết rồi ha. Quá các bạn ơi. Này khá là sóng gió các bạn. Mình cũng cố gắng để đi trải nghiệm cho các bạn mình cùng xem ha. Cờ là gì?
cà đó hay là cà này? Cà này có lá nè. Giờ thì bắt đầu phải treo cờ có bẹo hết các bạn. Còn tay còn lại nãy giờ thì cũng đâu đó khoảng 800 ngoài mét. Cái cục này đặc biệt là cá sóc ba răng nha, cá bầu, cá giò thì đó các bạn. Bạch này cũng khó, hơi khó được khó bữa bạch cái hậu á. Không có đỡ lớp lan gì đâu, không có luôn cái là lưới này không có thể quánh thẳng được nha các bạn, quánh nó phải dùng dùng nha, thì cá lớn nhỏ gì cũng có thể là dính hết trơn các bạn. Cảm ơn các bạn luôn luôn ủng hộ anh em mình ha. Thank you.
tay cuối cùng nha các bạn. Tiếp tục là mình sẽ quay ngược về để về nghỉ ngơi tí, thì đâu khoảng 10 giờ 11 giờ vừa khuya thì sẽ thăm các bạn, rồi mời các bạn sẽ đón xem tiếp nha. Giờ đây các bạn, giờ thì anh em mình chuẩn bị đi cuốn lưới ha. Đây thì khá là sóng, chắc lưới nó bị dướng vô trong cào hay gì các bạn. Cào đi cào á, không có thấy đường né, ồ cá dính rồi các bạn. Đây, đùm đùm nha. Và khá là giống các bạn. Cá sóc ba răng khá là nhiều các bạn. Ở dính đùm đùm hai ba con luôn các bạn, khá là nhiều lắm. Giờ thì cũng khá là sống các bạn ơi. Nói chung là từ cũng nhanh tay để cuốn lên ha, rồi mới ngồi về mới gỡ ra các bạn. Wow. Thì sóng nó dồn dập các bạn, nên cờ cũng bị gom vô ha. Đây kìa, đó. Ra thì anh em thăm sớm hơn, nhưng mà do thời tiết trời thổi ha, biển cũng sóng khá lớn, nên giờ này bắt đầu mới đi cuốn được các bạn. Cũng không thể
gỡ được nha, quay cuốn về về cái chòi canh với rồng mới gỡ nha các bạn. Con ha. Vui rồi. Đây cũng tranh thủ nhanh tay ha. Đó. Nay thì mình không thể quay từ con cá nó lên được cho bạn xem được. Mình chỉ quay tổng thể thôi ha. Các bạn gắng theo dõi ha, tại vì giờ sống rồi có khi là nó rung chuyển liên tục. Cái camera nó bị đó, các bạn thấy không, nước nó cũng dỗ vô liên tục ha. Nên camera cũng bị ướt. Tôi cũng tranh thủ ha, cái nào cá thì để xích vô phía trong để hồi dễ gỡ các bạn. Đó. Cá sóc ba răng khá là lớn các bạn, cá ấp bầu ria ria. Thì đây cũng là ban đêm ha, có khi là mình cái ánh sáng mình nó không được gọi là đạt tới ngưỡng hay nhất, đẹp nhất, các bạn xem mà hết sức thông cảm ha. Căng rồi các bạn, bị dồn lưới ha. Bây giờ không nằm ở phía sau. Các bạn
có lúc chín nhiều cũng có lúc chín ít ha bạn. Đó. Cá nó vẫn còn sống khá là nhiều. Lại nha các bạn ơi. Liên tục đèn cá thì cũng vẫn dính lại gai các bạn. Thì cá ngát các bạn. Liên tục rồi các bạn, chính cái dồ liên tục rồi ha. Hiện nay cái dồ nó khá là bự các bạn. Tập mũi các bạn ơi. Cái góc nữa nè. Cái giò mà dưới góc nữa các bạn. Các bạn ơi.
cá nó bay lên xô luôn các bạn. Cá ngát nữa các bạn ơi. Tiếp tục cá vô. Thì cái giác lưới này đến bây giờ thì cũng đâu đó khoảng là 2 giờ ngoài 3 giờ sáng rồi các bạn. Khá là lâu rồi ha. Chỉ có tranh thủ là bắt cho nhanh lên, tiếp tục có ấp bầu cái sóc và găng để lưới thì nữa về mình sẽ phao lại ha các bạn, về gỡ cá xong rồi phải bắt cái lưới lại. Đó. Quá là cay rồi bà ơi. Thì ra hiểu là lưới nó đang ở phía sau rồi. Sợ nó sẽ dính vô chiếc dịch nha bà. Khá là lớn hơn phía trước. Ui da. Cá khá là nhiều quá. Nãy thì sau cái bánh nó cũng nước vô cái máy các bạn ơi. Nó phải ốp liền liên tục để chùi. Giờ không còn đổ nào để chùi nữa các bạn. Còn chính cá giò các bạn. Tiếp tục các bạn. Hôm nay cá khá là nhiều ha, đa dạng. Thì dài góc nữa các bạn ơi. Dướng nữa rồi. Các bạn cá sóc ha, lên cá chúng cá rất nhiều.
cách nam các bạn. Góc nữa rồi. Mới phóng ngang anh Tư luôn các bạn. Ui dạ. Cá là sống các bạn ơi. Không còn ai khu mình đã dân theo ạ.
anh em cũng vừa thu lưới xong hết các bạn. Thì bây giờ mình sẽ về tới chòi bắt đầu mới gửi ha. Các bạn thì về tới nhà ha, mấy anh em cũng đang gỡ cá dưới các bạn. Quá sóng mà mình không có xuống được ha, gần chút xíu mình sẽ xem thành quả thế nào nha các bạn. Đây các bạn, thì anh Tư cũng đang gỡ cá nha, còn em thì đang gỡ cá sóc các bạn. Đây các bạn, thành quả hôm nay cũng khá là nhiều ha. Đây là dàn cá sóc ba găng, cá bầu. Cá sóc không này, sóc lớn không này, chưa có cái gì luôn. Không có gì hả? Như nó cũng có chọc chứ ít gì anh. Nên nặng mày. Bây giờ thì bắt đầu muối các bạn. Anh Tự sẽ đem đi muối nha. Đá đang trở về. Ê ê, cái sọt. Nói chung là quá gió. Cái cá xa nên mình không muốn quay cận cho các bạn xem được ha. Thì nãy giờ anh em cũng gỡ cá xong ha các bạn. Thì giờ cũng gom lưới xong hết trơn rồi. Rồi mình cũng xin tạm ngừng video này tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn một video mới. Mến chào. Hẹn gặp lại.